Sẽ dưới quý anh em một cái đổ đang trái với trái này mùa 2 mùa 3 quý anh em, đây mùa thứ 3 rồi. Đấy. Em coi nè, cái lớp này là lớp cũ. Trái cũ nó chín nè. Chi mà tới ăn hết à. Một sen này quý anh em. Nên cần giao lưu liên hệ với Bonsai VN số điện thoại Zalo 093 241 1987 quý anh em. Cái này đổ gần mét quý anh em. Thằng lắc rất là đẹp nha quý anh em. Gốc trụ lắc nè. Cà lắc nó rất là dương luôn. Đường cong lắc léo nè. Đế đấm to nè quý nha. Trái chính dòng sen rất đẹp quý nha. Trái nè, trùm trùm. Nhiều luôn quý nha. Nên mà nhu cầu giao lưu alo với số điện thoại Zalo 093 241 1987 quý nha. Rất đẹp. Đây là cái lớp trái mới non rê này. Thì anh em biết không, là lý do sao mình để vậy nè, là không ăn lẽ mình phải cắt tới đây, nhưng mà cái mùa hoa quả của nó mình sẽ để cho nó kéo hoa, kéo đọt nó ra hoa ra quả trên này. Để quý anh em mình xem nè, anh em mình thấy nó hơi rồm rồm chút, kiểu rồm rè này, không có được sắp xếp tay bánh cho đẹp, nhưng mà chấp nhận vậy thôi. Mùa quả nó là gì quý anh em, chơi xong hết quả là bấm lại. Chúng ta thông pháp nè, bằng cổ tay với anh em, to lắm, ôm không hết nè. Còn chỗ đây khoảng 22 xuông làm xong hết rồi. Anh em coi nè, bẻ đó nè, cái ngang cái vẻ nha, nó đều rất là kín, rất là đẹp. Dòng mà hải châu sen hàng sông cầu rất là đẹp. Biết cái hàng này hàng đời đầu hả nhân quý anh em. Anh em nhu cầu và giao lưu alo cho mình với số thoại Zalo 093 241 1987 với anh em. Hải châu sen mình làm tay bánh xong hết rồi quý anh. Cây này cây thành phẩm là không còn giữ thép, giữ vài cọng sơ sơ thôi quý anh em. Mình giữ mấy cọng sơ sơ chỗ này thôi, bấm lên bảo. Đó. Bây giờ nó đang ra cái mùa quả. Mùa quả này là mùa quả thứ ba rồi. Anh em ha, mùa quả cuối cùng của nó rồi, rất là đẹp luôn. Thì luôn cập nhật cái tình hình mùa quả của mỗi cái cây, giá trị để quý anh em mình biết giao lưu về mình chơi. Anh em ha. Thì anh em yêu thích cái này alo cho mình, số điện thoại Zalo 093 241 1987. Cái này 3GB nha. Tập số điện thoại cho biết em là 093 241 1987. Nhưng có góc nè, đế rễ nè. Bự luôn quý em, to. Nằm trong chậu 30 vuông nha quý em. Chậu vuông, chậu tứ linh. Thân pháp nó rất là đẹp. Ở đây là hàng đảo khai thác ở đầu quý em. Còn lại thì nếu yêu thích alo về số điện thoại Zalo 093 241 1987. Cảm ơn quý anh em rất nhiều nha. Em sở hữu những cái tác phẩm đồ nó chơi là ok luôn. Tay bánh nè, tay bánh là làm xong hết rồi. Anh em coi những cái cốt tay của nó bằng cái ngón, bằng ngón chân luôn quý anh em, rất là to luôn. Mùa quả của nó sẽ có ba loại, ok quý anh em ha.